Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 50.000 đô token C đến từ sàn CISO Swap. Đây là cái mạng testnet của nó bạn. Thì mạng testnet này sau này nó sẽ hoạt động thì nó cũng đi vào mạng mainnet chính thức các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay, các bạn cần link vào link mô tả dưới video của mình. Các bạn làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn copy truy cập link vào nhận đi. Các bạn nhận 0.1 địa chỉ ETH này các bạn, mạng testnet nha các bạn. Thì lưu ý các bạn, mạng testnet này thì các bạn không có thể giao dịch được, đó là phiên bản thử nghiệm thôi. Rồi bạn sao chép nè, rồi các bạn dán vào cái trình duyệt của tất cả các bạn nha các bạn. Dự án này khá là ngon đó bạn, mình đã làm testnet dự án token truy đi các bạn, mình đã về được 18 token, một token nó khoảng bán được không được gần 5 đô mấy các bạn. Rồi thì các bạn cần phải có một cái địa chỉ MetaMask các bạn. Đây thì mình hướng dẫn các bạn nhận phí gas mạng testnet các bạn. Sau khi các bạn mở địa chỉ MetaMask, các bạn bấm vào một ví nè, các bạn lựa cái mạng là Covantes Network nè các bạn, rồi bấm nút nhận nè, rồi bạn sao chép nè, rồi các bạn dán vào đây nè các bạn, rồi các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nha các bạn. Rồi sau đó các bạn lướt captcha xong thì các bạn bấm vào send 0.1 ETH thì bạn sẽ nhận được 0.1 ETH về mạng testnet của về dưới testnet của tất cả các bạn nè, mạng testnet ETH nè. Thì mạng testnet các bạn không thể bán được nên các bạn lưu ý. Rồi tiếp theo thì các bạn tiếp tục thì mình chuyển sang mạng Covantes, mình sẽ truy cập vào đường link này nè các bạn, nên làm từ từ các bạn. Rồi các bạn sao chép nè, các bạn nhấp vào bao quanh cùng trên trình duyệt với mạng Covantes Net nè các bạn. Các bạn nhấp vào mũi tên nè, các bạn mới nhấp vào đây nè các bạn. Rồi bạn bấm gỡ các bạn, để mình nhận phí ga các bạn. Ủa không được, không được thì các bạn gỡ vào trình duyệt gom như các bạn. Bạn dán vào nè, không được luôn. Rồi mình đã copy cái link lỗi các bạn, nên mình sẽ copy lại. Rồi dán vào nè, rồi thì các bạn cũng copy địa chỉ với MetaMask của mình các bạn. Thì bạn bấm vào ví nè, mạng testnet hay là mạng mainnet gì đó cũng cùng chung một địa chỉ. Rồi bạn nhấp vào đây, các bạn dán địa chỉ, rồi vào đây các bạn bấm connect nha bạn, các bạn connect với MetaMask của mình. Không được hết á, connect MetaMask nè. Sorry các bạn copy cái phần link yêu cầu phí ga của mình nhấp vào trình duyệt với MetaMask nè. Các bạn nhấp vào trình duyệt nè bạn, các bạn dán vào đây nè các bạn. Là cái link thứ hai của mình, cái link yêu cầu các bạn vô swap, các bạn bấm vào đây connect các bạn. Sau khi connect xong thì bạn bấm vào send fee nè. Rồi bạn bấm xác nhận các bạn. Để chờ giao dịch các bạn. Không biết các bạn có hiểu không, nhưng thật ra thì dự án này hơi lòng vòng quá. Rồi bạn bấm vào một ví nè. Rồi như vậy là các bạn, sau khi các bạn ấy xong thì các bạn sẽ nhận được balance, các bạn sẽ nhận được 1.000 token GZ này các bạn. Các bạn bấm vào một approve nha các bạn. Rồi các bạn bấm phê duyệt nha các bạn. Sau khi bấm go xong thì các bạn nhấp vào đây, các bạn có 1.000 token GZ nè. Thì rồi các bạn stop 500 nha các bạn. Rồi bấm stop nè. Rồi mình chờ lót chút xíu nha các bạn. Rồi bạn bấm nút xác nhận nè. Ok, sau khi bạn sẽ tách 500 thì các bạn sẽ nhận về lợi nhuận là
hàng ngày hàng giờ top cần gì nè các bạn. Sau này thì các bạn có nhiều nhiều các bạn bấm vào một claim nha các bạn, rồi tiếp tục vào bên. Sau khi các bạn quán đổi xong thì các bạn sẽ tắt xong thì các bạn vào đây nè, truy cập vào cái link này, các bạn giao dịch để tạo thành khoản cho nó nha các bạn, nhấn vào kết nối không có giao dịch, rồi các bạn copy cái link này nè các bạn, link sàn này nè các bạn, rồi các bạn cũng trở về với MetaMask của mình lên nè. Rồi các bạn dán vào các bạn. Đi vào thì các bạn kết nối với địa chỉ MetaMask của mình. Rồi. Sau đó các bạn tạo thành khoản cho nó các bạn, thì các bạn nhấp vào mũi tên nè. Các bạn tạo thành khoản, chờ chút xíu các bạn. Ok, mình đã còn 500 token C nè, các bạn nhấp vào các bạn. Rồi các bạn chọn mắt nè, các bạn swap qua ETH nè. Chọn mắt. Rồi các bạn bấm approve nè. Phê duyệt nè. Sau khi bấm approve xong thì bạn bấm swap nè. Này để tạo thành khoản thôi các bạn. Ký nè. Vì đây là mạng testnet nên các bạn chơi Figa thoải mái các bạn. Rồi sau khi các bạn tạo thành khoản token C này sang ETH xong xuôi thì bạn bấm vào một dọc bên răng apply, bây giờ quán đổi 100% token C thành ETH xong hãy cho testnet kết thúc. Rồi các bạn trở về với MetaMask của các bạn lại nè. Rồi sau đó thì bạn nhấp vào một bên găng nè các bạn. Các bạn chọn, các bạn mở upline này ra các bạn. Rồi các bạn ở đây thì mình có 0.04 ETH, mình sẽ swap con ETH này lại con C nha các bạn. Mình chọn 0.03 đây các bạn. Rồi chọn token C nha các bạn. Đâu ta, C. Rồi các bạn bấm xác nhận để trộn với nhau các bạn, để cho có thành khoản thôi các bạn. Đây các bạn, sau khi các bạn swap lại thì các bạn nhận được 635 token C nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào phần link staking của mình lại nha các bạn. Mình còn dư cái số token đó mình staking hết luôn các bạn. Rồi các bạn bấm lại approve một lần nữa nè. Đây start. Các bạn chọn mắt luôn đó các bạn. Rồi các bạn bấm start nè. Mình chờ xíu nữa các bạn. Rồi các bạn bấm xác nhận. Này cũng dễ thôi các bạn, có đâu khó khăn. Nó hơi vòng vòng chút xíu mà nó dễ. Rồi như vậy là xong nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Sau này có mình sẽ cập nhật sau dự án này cho các bạn nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.